nghỉ ngơi. Hoa ban trắng trên nương sớm nở như tâm hồn em còn ngây thơ. Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Vậy tại sao quả bao không nắm trên tay để bao trai làng chiến đấu trong mê say. Mùa xuân này mị muốn súng xính trong váy hoa, không đi làm sao biết ngoài kia một mai là sương hay nắng tỏa. Cơ hội này mị sẽ nắm lấy, mị không cần một ai giúp tay, và hết hôm nay mị sẽ trốn khỏi nơi đây. Thủ đô Cộng hòa Séc. Các bạn đến với Budapest, Hungary. Được đó. Năm 2019, điều động 253 cán bộ chiến sĩ, bố trí đảm nhiệm các chức danh công an tại 60 xã, thị trấn, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2019. Đợt 2, điều động 322 cán bộ chiến sĩ tại 49 xã, thị trấn, hoàn thành xong trước ngày 25 tháng 11 năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương lớn của Bộ Chính trị nhằm chính quy hóa lực lượng công an xã, thị trấn,